Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì em sẽ chi tiết tổng hợp tất cả các mẫu thân máy pin, từ máy bu lông cho đến máy khoan nhé. Và tất cả các mẫu mà hiện tại bên trung tâm em đang có sẵn để phục vụ cho các bác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Các bác mà quan tâm cập nhật được cái video này, các bác muốn đặt mua cái mẫu sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhà mình. Tất cả các mẫu ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình lần lượt từng mã nhé. Đấy thì có rất là nhiều mẫu để cho các bác nhà mình có thể là thoải mái lựa chọn. Đấy, em sẽ bắt đầu giới thiệu chi tiết từng mã và sẽ báo giá luôn để cho các bác nhà mình được cùng và tham khảo. Trước tiên là em sẽ chi tiết tới các bác về thân máy của máy khoan nhé. Đấy, máy khoan 2 chức năng và 3 chức năng. Trước tiên thì là đây là một cái thân máy khoan của Dettol. Cái thân này là thân 10 ly này các bác này. Các bác lưu ý nhé, khi mà các bác đặt mua thân máy thì nó sẽ không có đi theo pin sạc và hộp đựng máy cho các bác nhà mình. Để em giới thiệu như thế nào thì khi mà các bác nhận hàng, các bác sẽ nhận được đúng như trên clip này mà em báo cho các bác. Đấy, tránh trường hợp nhiều bác đặt mua thân máy mà đến nơi hỏi không có pin, không có sạc thì là tôi sẽ không mua, thì rất chi là khó. Đấy, rất là nhiều trường hợp em gặp, rất nhiều trường hợp như vậy rồi, nên là em nhấn mạnh các bác là khi mà các bác đặt mua thân máy thì là nó sẽ không có theo pin sạc. Đấy, các bác mà mua cái thân máy này thì các bác báo cho em là thân máy Dettol 10 ly nhá. Đấy, các bác nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm để nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị sai mã. Đấy, đây là cái thân máy 10 ly của Dettol này các bác này. Đấy, cái thân này thì rất chi là đẹp và chắc chắn nhá. Thân này nó sẽ có 3 chức năng luôn này các bác này. 3 chức năng là các bác có chức năng bắn vít này, khoan và búa để khoan tường luôn. Đấy, cái con này thì nó sẽ là có 21 cấp độ trượt nhá. Thân máy sẽ là chạy động cơ từ không chổi than và nó sẽ có hai cái con vít hai bên như này, rất chi là đẹp và chắc chắn. Đấy, đây là cái thông số kỹ thuật này, 50 Luton này các bác này. Em sẽ quay thông số kỹ thuật cho các bác tham khảo kỹ nhá. Cái mẫu này các bác gọi cho em là thân máy 13 ly của Dettol. Đấy, đây là cái thông số kỹ thuật này. Đấy, các bác nhìn cái thông số kỹ thuật này và các bác áp dụng vào xem là nó có phù hợp với công việc của các bác không thì các bác đặt mua nhá. Đấy, đây là cái máy 13 ly. Em xin lỗi, đây là cái thân 10 ly. Đấy, cái thân của Dettol này nó sẽ có mẫu thân 10 ly và 13 ly. Cái thân này là thân 10 ly. Hàng logo dập nổi này. Đấy, logo dập nổi của Dettol này. Đó, cái mẫu mã của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Đấy, cái thông số kỹ thuật như này này các bác này. Đấy, nó đề là 50 Luton đây. Đó, em sẽ quay sát như này để cho các bác tham khảo kỹ về cái thông số kỹ thuật. Vì những cái khoan 13 ly này, những cái 10 ly hoặc 13 ly, cái thông số kỹ thuật nó rất chi là dài. Đấy, cho nên là em sẽ quay sát như này để cho các bác có thể là chụp lại để xem kỹ nhé. Đấy, có thể xem kỹ để xem nó có phù hợp với công việc của mình không. Thì cái thân này là thân 10 ly của Dettol, giá của nó sẽ là 890.000 đồng trên một thân máy nhé các bác. Đấy, thân máy sẽ sử dụng chân pin phổ thông này các bác này. Các bác lắp vào những cái quả pin phổ thông như này cho em. Đấy, các bác lắp vào pin Dettol hoặc là pin Manta hay là Hitachi hay là pin gì cũng được, nó có thể là sử dụng được, miễn là cái quả pin của các bác nó phải là quả pin chân pin phổ thông như này. Chân pin phổ thông tức là chân pin hai cạnh khoảng cách nhau là cách nhau 4 cm. Đấy, cái này các bác gọi cho em là thân máy khoan của Dettol. Đấy, thân 10 ly quá nhá. Cái thân này là thân 10 ly của Dettol, chạy động cơ từ không than, máy 3 chức năng và đầu 10 ly, đầu kim loại, đầu auto lock nha. Cái này nó là đầu auto lock nha các bác. Đấy, đầu auto lock cực kỳ là ngon cho các bác luôn. Giá là 890.000 đồng trên một thân máy. Đấy, các bác có thể là sử dụng thân 10 ly hoặc là thân 13 ly. Đây, đây là cái thân 13 ly. Riêng cái thân 13 ly nhá, cái thân 10 ly này này các bác này, thân 10 ly này thì nó không có tay cầm. Các bác sẽ được tặng theo là mua thân này, các bác sẽ được tặng theo một cái móc treo máy như thế này. Đấy, là của thân 10 ly Dettol nhá, là 890.000 một thân máy. Còn khi mà các bác mua thân 13 ly của Dettol, thân 13 ly của Dettol thì nó sẽ có theo là một cái tay cầm và nó vẫn có một cái móc treo như này cho các bác. Đấy, các bác lấy thân 13 ly thì nó mới có tay cầm, còn thân 10 ly thì là không có tay cầm thôi nhá. Đấy, cái này các bác gọi cho em là thân 13 ly của Dettol. Thân 13 ly của Dettol thì cái đầu máy của nó sẽ là đầu sắt, đầu kim loại 13 ly, nó là đầu auto lock các bác nhá. Đấy, đầu auto lock này. Đầu auto lock.
Và con này nó sẽ có này 23 cấp độ trượt và có 3 nút chế độ bắn vít, khoan và búa cho các bác nhá. Máy chạy động cơ từ không chổi than này, có đảo chiều và nút chỉnh nhanh chậm ở trên lưng máy như này cho em. Đấy, đây là cái thân máy Bali của Deadton, logo dập nổi này. Đó, cái mẫu của nó cực kỳ là đẹp luôn. Em sẽ lại quay sát cho các bác xem về cái thông số kỹ thuật. Đấy, đây là thông số kỹ thuật của thân máy khoan Deadton 13 ly. Đấy, đây cái thông số kỹ thuật nó như này này các bác này. Đó. Đấy, các bác nhìn có rõ không ạ? Rất chi là ok các bác nhá. Với cái thân 13 ly của Deadton này thì nó sẽ có mức giá là 1.350.000 trên một thân máy. Thân máy là chạy động cơ từ không chổi than và em nhấn mạnh là thân máy 3 chức năng và đầu autolock 13 ly. Đấy, thì sử dụng chân pin phổ thông, các bác cứ sử dụng cho những cái quả pin chân pin phổ thông như thế này là ok. Giá là 1.350.000 trên một thân máy, không theo pin theo sạc gì coi nhé. Đấy, các bác gọi xem là thân máy 13 ly của Deadton giá là 1.350.000. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác cái thân 13 ly của Makita. Đây là cái thân của Makita. Với cái thân Makita này thì nó sẽ không có theo móc treo và tay cầm như của Deadton nhé. Đấy, nó chỉ có thân máy như này thôi, ngoài ra không theo bất kỳ một cái chi tiết nào. Đó, thì cái thân máy này nó sẽ là đầu kim loại 13 ly và có 3 chức năng như thế này. Chức năng bắn vít, khoan và búa. Thân máy chạy động cơ từ không chổi than nhé. Đó, và có đảo chiều này, đèn led soi sáng này, nút chỉnh nhanh chậm trên lưng máy như này. Các bác sử dụng chân pin phổ thông nhé. Đấy, đây. Ở bên dưới này nhé, thì là nó chỉ có đèn báo pin thôi, còn không có chỉnh ở đây. Các bác chỉnh nhanh chậm ở trên lưng máy và điều tốc ở công tắc như này này. Đấy, bóp máy, công tắc mà bóp nhẹ thì máy sẽ chạy chậm, còn công tắc mà các bác bóp càng mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Thì với cái thân máy này, các bác gọi cho em là thân máy 13 ly của Makita, giá của nó sẽ là 650.000 trên một thân máy quá nhé. Đấy, tiếp theo thì là em sẽ chi tiết với các bác nhà mình một số các thân máy của máy mài. Đây, cái thân này là thân máy mài của Daiwatt này các bác này. Thân máy mài của Daiwatt thì sẽ sử dụng chân pin phổ thông và là máy một tốc nhá. Các bác sử dụng lưỡi cắt hoặc lưỡi mài phi 100. Máy là chạy động cơ từ không chổi than. Đấy các bác, em sẽ lắp pin cho các bác tham khảo này. Đó. Đây là thân máy mài Daiwatt. Các bác sẽ có điều tốc ở đây. Có điều chỉnh được 3 nút tốc độ đây này các bác này. Nhưng mà cái này nó đang bị kẹt phím nhé. Khi mà các bác mua là em sẽ kiểm tra cái lào phím ngon này thì em mới gửi đi. Đấy, thì cái này các bác gọi cho em là thân máy mài của Daiwatt, giá cho các bác nhà mình là 450.000 trên một thân máy. Cái thân máy này thì nó sẽ không có theo phụ kiện tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ gì nhá. Nó chỉ có như này thôi. Giá là 450.000 là không theo phụ kiện thôi nhá. Đấy, các bác hãy chọn này, thân mài của Daiwatt hoặc là thân mài của Hitachi. Đấy, là sử dụng công tắc bóp như này nhá. Đấy, sử dụng công tắc bóp. Thân mài Hitachi là màu đen, còn thân mài Daiwatt là màu vàng. Ngoài ra em còn có cả thân mài Ken, nó sẽ là màu đỏ ạ. Đấy, các bác có thể là chọn màu theo phong thủy nhá, chứ còn chức năng của nó thì sẽ giống như nhau. Đấy, cái thân mài của Hitachi thì là sẽ là màu đen như thế này. Đó. Đấy, vẫn có điều tốt nhá. 3 lít điều tốt này. Đấy, các bác điều chỉnh được 3 lít tốc độ. Đó. À, em xin lỗi này, cái con máy mài của Hitachi này là có 2 lít tốc độ thôi, không phải 3 lít đâu các bác. À 3 lít đây. Đấy, có 3 đèn như này là 3 lít này, bên lít 1 này. Đó. 3 lít điều tốc các bác nhá. Cái thân mài của Hitachi này là 3 lít điều tốc. Và là máy là chạy động cơ từ không chổi than hết cho em. Đây, sử dụng chân pin phổ thông nhá. Giá cho thân mài Hitachi sẽ là 450.000 trên một thân máy là các bác được miễn phí ship. Đấy, các bác thể chọn này, màu vàng là của Daiwatt. Đấy, màu vàng là của Daiwatt nhá. Hoặc là màu đen của Hitachi, hoặc là màu đỏ của Ken. Đấy, nó sẽ có 3 cái mẫu kiểu dạng như là công tắc bóp như này. Nào, nó sẽ không có phụ kiện đi theo các nhá. Đấy, 3 cái mẫu đây là nó sẽ không có tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ đi theo. Đấy, còn các bác mà muốn mua cái loại mà nó có cả theo cả cái phụ kiện ấy thì các bác chọn sang con Makita này cho em. Đây là cái thân của Makita. Khi mà các bác mua cái thân của Makita này thì nó sẽ có theo phụ kiện 3 cái món như này này. Tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ như này cho các bác nhá. Đấy. Và nó vẫn sử dụng chân pin phổ thông. Nhưng mà cái con Makita này này thì cái công tắc của nó sẽ là công tắc ở trên cạnh máy. Đấy, trên lưng á. Cái này là trên lưng máy.
Đây. Đấy, các bác bật công tắc lên là máy sẽ chạy nhá. Và có điều tốc ở đây này. Đấy. À, này. À, đấy, điều chỉnh 3 nút tốc độ nha các bác nhá. Cái này là thân mài pin của Makita, có theo phụ kiện tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi như thế này. Đấy, các bác gọi là thân mài pin Makita này. Giá sẽ là 500 ngàn các bác nhá. Giá 500 ngàn một thân máy như thế này. Đấy, theo phụ kiện tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ cho các bác. Giá là 550 ngàn trên một thân máy. Đấy, hoặc là các bác có thể là sử dụng sang cái thân mài của Hukan. Đây là thân mài của Hukan, hàng Hukan chính hãng nhá. Cái mẫu mã của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Và đây là cái thông số kỹ thuật của thân mài Hukan này các bác này. Đó, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với cái thân máy này các bác sẽ sử dụng lưỡi cắt hoặc lưỡi mài phi 100 và sử dụng chân pin phổ thông. Đây, các bác lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông như này cho em, công tắc bóp như này nhé. Đấy, rất là êm và có điều tốt này, 3 nút điều tốt nha các bác nha. Đó, điều chỉnh được 3 nút tốc độ này. Cái này các bác gọi cho em là thân mài pin của Hukan. Cái thân mài này nó sẽ có theo phụ kiện đầy đủ cho các bác này, tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi như thế này. Giá của cái thân mài Hukan sẽ là 850.000 đồng trên một thân máy nhá. Đấy, cái mẫu mã của nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn này các bác này. Đấy là thân mài của Hukan nhá. Hoặc là các bác có thể là lựa chọn sang cái thân mài này là thân mài của Makute. Đấy, thân mài của Makute giá của nó sẽ là 850.000 đồng trên một thân máy. Đấy, nó sẽ có bao gồm này, một thân máy này, tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi như thế này. Đấy, nó sẽ có phụ kiện như thế này. Các bác lưu ý này, khi các bác mua thân máy các bác xem kỹ cái video này giúp cho em. Đấy, có một số thân máy là sẽ theo phụ kiện tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ, còn một số mẫu là nó sẽ không có theo. Nên là các bác lưu ý khi mà đặt hàng các bác xem kỹ video để khi đến nơi các bác kiểm tra cho nó đúng hàng, đúng mẫu mã nhá. Đấy, cái thân mài Makute thì nó vẫn sử dụng chân pin phổ thông này. Đây, em sẽ cho máy chạy thử nhá. Công tắc cạnh máy này, đây là công tắc gọi là công tắc trên lưng. Đấy, trên lưng máy như này nhá. Các bác điều chỉnh được tốc độ ở đây. Cái này nó không có điều tốc này các bác. Cái con Makute này không có điều tốc này. Cái này chỉ là nó không có tốc độ này. Cái này nó chỉ là nút đèn báo pin thôi. Makute này nó chỉ có một nút tốc độ thôi. Cái phím này nó điều chỉnh nó không có tác dụng. Đấy, giá của nó đây, cái đèn nét của nó ở đây nhá. Đấy, đèn nét của con Makita, à con Makute chứ, đây là con Makute. Riêng cái thân mài của Makute nó sẽ có cái đèn nét ở đây này các bác này. Còn những cái mẫu kia là không có. Đấy, những cái mẫu thân mài kia là không, em thấy không thấy cái nào có đèn nét. Riêng cái thân mài Makute này nó sẽ có đèn nét ở chỗ này. Đó, vẫn là sử dụng chân pin phổ thông nhá, các bác gọi là thân mài pin của Makute. Giá sẽ là 850.000 đồng trên một thân máy các bác nhá. Theo thì là hôm nay em còn sót lại hai cái thân máy của Hitachi 12V. Đấy, đây là máy 12V này, máy 2 chức năng, đầu kẹp 10 nhá. Con này nó chạy động cơ có chổi than. Đấy, em thanh lý cho các bác cái thân máy nhá, không có theo pin. Thân máy thôi là 180.000. 180.000 một thân máy. Đấy, còn bác nào mà muốn mua thêm pin thì báo bên em. Đấy, mỗi một quả pin 12V như này sẽ là 90.000. Đây là thân máy 12V. Đấy, em còn hai thân nữa thôi nhá. Cái này còn đúng hai thân nữa thôi. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác về thân máy bu lông này. Đấy, trên kia em có một dãy thân máy bu lông nhá. Đây là thân máy bu lông của Hukan nhá. Đây là mẫu Hukan X1 Pro. Đấy, cái thân này là thân bu lông 1/2 rỗng này, đầu rỗng nhá. Đấy, cái con này thì nó, các bác nhìn ở đây nó sẽ có một cái chốt nhá. Đấy, có một chốt bi để giữ mũi. Nên là khi mà các bác cắm vít trực tiếp vào đây nó sẽ rất là chắc, nó không có bị rơi mũi nhá. Và cái đầu bu lông rỗng này nó rất là tiện, các bác vừa có thể là bắn bu lông này, bắn tôn, bắn vít, hoặc là khoan tường thì các bác cứ lắp những cái mũi khoan đa lăng chuông lủng giác vào, xà rất là ok. Đây, sử dụng chân pin phổ thông nhé. Đó, cái này nó có chế độ tự ngắt này các bác này, để các bác điều chỉnh ở đây. Đó, hoặc là đảo chiều sang nó sẽ có điều chỉnh 2 nút tốc độ nhanh chậm ở đây. Con này nó có một cái ưu điểm là cái quả búa rất là to, máy rất là khỏe nhá. Giá cho các bác là 600.000 trên một thân máy này. Có đèn led soi sáng và đảo chiều đây. Đó, máy chạy động cơ từ không than nhá. Thân máy Hukan X1 Pro.
giá cho các bác là 600.000 trên một thân máy. Đấy, tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác là cái thân máy này là thân máy của Deadtone. Đấy, đây là thân máy bu lông của Deadtone. Riêng về cái thân bu lông Deadtone này này thì nó sẽ là bu lông đầu đặc nha. Bu lông 1/2, bu lông đầu đặc. Và đây là cái thông số kỹ thuật này các bác này. Đấy. Em sẽ quay cho các bác về cái thông số kỹ thuật cho các bác mình, cho các bác mình nắm rõ này. Đấy, con này được siết là 350 Lutron nhá, pin 21V. Đấy, thông số kỹ thuật của máy đây. Đó, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Đây là bu lông của Deadtone. Đấy, riêng về hàng Deadtone thì nó là hàng chính hãng, nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng nhá. Máy là chạy động cơ từ không chổi than. Và đầu bu lông đặc. Đấy, đầu bu lông đặc 1/2. Giá một thân máy bu lông Deadtone sẽ có mức giá là 1.150.000 đồng. Đấy, mẫu mạ rất chi là đẹp và chắc chắn. Các bác vẫn sử dụng chân pin phổ thông nha. Máy chạy rất chi là khỏe. Có đèn led ở đây này các bác này. Đấy, đèn led đây. Con này nó sẽ có 3 nút tốc độ nha các bác. 3 nút tốc độ này. Một thân máy của bu lông Deadtone đầu đặc sẽ là 1.150.000 thôi nhá. 1.150.000 một thân máy. Ngoài ra mà bác nào mà muốn sử dụng nguyên trọn bộ của sản phẩm Deadtone thì các bác có thể này, các bác mua thêm một cái quả pin của Deadtone như thế này sẽ là 700.000 đồng trên một quả nhá. Là quả pin dòng xả cao của Deadtone, pin 10 cell chân pin phổ thông và một cái sạc này, một cái sạc mà chân pin phổ thông của Deadtone như này sẽ là 250 một sạc. Đấy, còn các bác mua mà chọn bộ mà một thân máy này, một pin một sạc như này sẽ là 1.950.000. Đấy, còn khi mà các bác mua lẻ thân máy sẽ là 1.150.000. Đấy, còn ngoài ra những bác nào mà các bác chưa có pin nhá, các bác mà chưa có pin thì các bác có thể là mua thêm pin. Đấy. À, pin bên em còn mấy quả pin mài, pin dòng xả cao như thế này, em sẽ chi ân cho các bác là giá 350.000 trên một quả. Đấy, hoặc là các bác có thể lựa chọn pin dòng xả cao của Hukan nhá. Đấy, pin 10 xe của Hukan em sẽ có hai mẫu, mẫu pin màu vàng hoặc là mẫu pin màu đen. Riêng cái mẫu pin màu đen thì nó sẽ có đèn báo pin, còn cái mẫu pin màu vàng thì là không có đèn báo pin. Đấy, giá cho các bác nhà mình là 350.000 đồng trên một quả pin 10 xe của Hukan. Đấy, còn bác nào mà có nhu cầu về cái thân máy bu lông của, đây là cái thân bu lông của Makita này các này, thân bu lông đầu rộng nhá, bu lông 1/2, bu lông 2:1 này. Đấy, thì giá cho các bác là 500.000 trên một thân. Thân này nó sẽ chạy động cơ từ không chổi than và vẫn sử dụng chân pin phổ thông như này cho các bác. Con này nó sẽ điều chỉnh được 3 nút tốc độ nhá. Đấy, điều chỉnh được 3 nút tốc độ, có đảo chiều này và đèn led ở đây. Giá là 500.000 trên một thân bu lông của Makita như này. Hoặc là các bác có thể lựa chọn sang bu lông của Hitachi. Đây là thân của bu lông Hitachi. Đấy, thân bu lông Hitachi 2:1 như này. Đấy, là giá là 400.000 trên một thân máy coi nhá. Đấy, hoặc là các bác có thể lựa chọn cái thân riêng và cái thân bu lông Hitachi này, em có hai mẫu. Đấy. Đây, cái mẫu này là 400.000. Còn cái mẫu này thì nó dạng của nó như là cái con X1 Pro kìa. Đấy, riêng cái thân Hitachi này là cái mẫu nó giống tương tự như cái con X1 màu đồ của Hukan nhé. Thì các bác gọi cho em là thân máy bu lông Hitachi búa to. Đấy, cái búa của nó to hơn mà. Đây các bác nhìn hai mẫu, nó khác nhau hoàn toàn. Đấy, cái mẫu này thì là 400.000 một thân máy nhỉ. Các bác gọi cho em là thân bu lông Hitachi nhé, là 400.000 một thân. Còn cái thân này, các bác muốn mua cái thân này thì các bác gọi cho em là thân bu lông Hitachi, cái loại búa to. Giá của nó sẽ là 550.000 trên một thân nhé. Nó vẫn sử dụng chân pin phổ thông hết nha các bác. Đấy. Cái loại búa to thì chạy nó sẽ rất là khỏe. Đấy, nó rất là khỏe, máy cái búa nó to mà. Đấy, búa to và chạy khỏe máy hơn nhá. Đấy, và tiếp theo là bên này em còn có cái thân máy bu lông của Makute này các bác này. Đây, thân bu lông của Makute là thân bu lông đầu đặc nhá. Bu lông đầu đặc, bu lông 1/2. Đấy, Makute thì là vẫn sử dụng chân pin phổ thông và máy chạy động cơ từ không thể than cho em. Đây, có chế độ tự ngắt này các bác này, các bác điều chỉnh ở nút đỏ này. Đó, và đảo chiều sang là các bác sẽ điều chỉnh đến 2 nút tốc độ nhé. Có đèn led ở đây. Đó. À, giá cho cái thân bu lông của Makute này sẽ là 620.000 nha các bác nhá. 620.000 một thân máy. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác là mình thân máy chuyên vít nha. Đấy, chuyên vít này, em có chuyên vít của Makita. Đây. Em sẽ có hai mẫu nha các bác. Đấy, có hai mẫu, đây các bác nhìn nhá. Hai mẫu nó sẽ khác nhau như thế này. Đó,
Cái mẫu này các bác gọi cho em là mẫu chuyên vít của Makita, cái mẫu đời cũ nhá. Đấy, cái mẫu đời cũ. Đấy, cái mẫu này thì thân máy của nó sẽ là 500.000 trên một thân máy. Đấy, sử dụng chân pin phổ thông này. Cái đầu chuyên vít thì nó sẽ là cái đầu gài như thế này. Đấy, đầu cài các bác chỉ sử dụng lắp mũi chuôi lục giác nhá. Nó sẽ giữ vít cực kỳ là chắc chắn, phù hợp với những bác nào mà chuyên gắn máy tôn ấy. Đấy, máy chạy rất là khỏe. Đấy, đây. Rất là ngon. Thì với cái thân máy này các bác gọi cho em là cái thân máy chuyên vít của Makita đời cũ nhá. Giá là 500.000 một thân máy. Đấy, còn cái này thì các bác gọi là thân máy chuyên vít của Makita đời mới, mẫu mới nhất của năm 2022. Đấy, cái thân máy này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Đây, nó sẽ nhỏ gọn nhé. Nhưng mà cái giá thành của nó sẽ cao hơn. Cái thân này các bác gọi là thân chuyên vít của Makita mẫu 2022. Giá của nó sẽ là 650.000 trên một thân máy này, sử dụng chân pin phổ thông như này xem. Đấy. Rất là ok. Đây. Cái này là thân chuyên vít của Makita mẫu 2022. Giá là 650.000 một thân máy nhá. Riêng cái thân mẫu này là em sẽ có của Makita là màu xanh này, hoặc là Daiwat là màu vàng, hoặc là Hitachi là màu xám pha trắng như này này. Đấy. Nhìn hình thức nó giống nhau, nó chỉ khác tên khác màu thôi. Đấy, cái thân này là thân của Hitachi nhá. Thân Hitachi là thân màu trắng pha đen này. Hoặc là các bác lấy thân của Daiwat thì sẽ là thân màu vàng. Đấy. Giá là 650.000 trên một thân máy chuyên vít mẫu mới nhất của năm 2022 các bác nhá. Tiếp theo thì là hôm nay em còn mấy cái thân thổi bụi này. Đây là thân thổi bụi pin. Đấy, thân thổi bụi pin như này nhá. Cái thân thổi bụi thì nó sẽ có theo này, một cái ống thổi và một túi đựng bụi như này. Sử dụng chân pin phổ thông nhá. Đấy, các bác lắp vào đây. Thân máy thổi bụi pin. Đấy, các bác gọi là thân máy thổi bụi pin màu xanh đi ạ. Giá cho các bác là 400.000 trên một thân máy sử dụng chân pin phổ thông. Cực kỳ là ok nhá. Và tiếp theo thì đây sẽ là thân máy cưa kiếm này các bác này. Đây là thân cưa kiếm của Hukan nhá. Đấy, thân cưa kiếm của Hukan. Cái thân này thì nó rất chi là to, khỏe. Sử dụng chân pin phổ thông này. Cái thân này thì sẽ chạy động cơ có chổi than nhá. Đấy, thân máy cưa kiếm của Hukan. Giá cho các bác nhà mình là 650.000. Đấy, 650.000 là các bác sẽ được tặng theo một cái túi đựng máy của Hukan này. Và bên trong này nó sẽ có theo là hai lưỡi cưa nhá các bác. Có theo hai lưỡi cưa, một lưỡi cưa gỗ và một lưỡi cưa sắt như này. Thì là các bác gọi cho em là thân máy cưa kiếm của Hukan. Giá là 650.000 đồng nhá. Tiếp theo thì là em sẽ chi tiết sang phía bên này sẽ là thân máy cưa xích này. Bên này là em sẽ có thân máy cưa xích của Decton nha các bác nhá. Đây. Thân máy cưa xích của Decton. Đấy. Cái thân máy này thì là nó sẽ có theo phụ kiện cho các bác. Đấy, riêng về cái thân máy cưa xích này là các bác có hộp đựng nhá. Đấy, riêng cái này nó sẽ có hộp đựng này, hộp nhựa nhá. Và bên trong này, đây, nó sẽ có theo đầy đủ phụ kiện như này. Đó. Có một xích này, một lam này. Hàn Decton nhá. Cái lam này rất chi là dài này. Đấy, dài trên cả một găng tay của em. Đó, tay cầm này. Đấy, đây là cái ốp để lắp lam xích, để chụp lam xích nhá. Đó. Và đây có thêm cả một cái tô vít này cho các bác. Đấy, và cái này đúng không? Đấy, đây là phụ kiện đi theo cái thân cưa xích của Decton nha các bác nhá. Đây. Đây là cái thân cưa xích của Decton này các bác này. Đấy. Em sẽ quay cho các bác cái thông số kỹ thuật này. Đấy, đây là thông số kỹ thuật của máy nhá. Đây là thân máy cưa xích của Decton. Các bác sẽ sử dụng là chân pin phổ thông này. Em sẽ cho máy chạy thử để cho các bác tham khảo về cái tiếng kêu của máy luôn. Đây. À, quả pin này của em nó vừa hết pin rồi. Đấy. Nhưng mà con máy này thì chạy rất là ngon. Đấy, để hôm nào em rảnh em sẽ lấy thêm một quả pin khác ra đây. Em cho máy chạy thử cho các bác tham khảo nhá. Đấy, cái mẫu mã của nó rất chi là đẹp như này. Giá thân máy cưa xích của Decton sẽ là 1.550.000 thôi nhá. 1.550.000. Đấy, mẫu mã rất chi là ok luôn. 1.550.000 một thân máy. Các bác gọi là thân máy cưa xích của Decton. Đấy, hoặc là các bác có thể là lựa chọn sang cái thân máy cưa xích của Hukan này các bác này.
Đấy, cái thân máy cơ xích của Huka này thì cực ngon luôn. Cái này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông nha các bác. Và thân máy sẽ là chạy động cơ từ không phẩy than. Cái lam của nó dài 20cm nhá. Đấy, theo một thân máy một lam một xích như này. Và nó sẽ có một cái hộp nhựa để đựng máy như này nhá. Đấy, đây là thân máy cơ xích của Huka. Giá cho các bác nhà mình là 1.500.000 trên một thân máy. Đấy, 1.500.000 trên một thân máy cơ xích của Huka như này. Đấy, tiếp theo thì là em sẽ chi tiết cho các bác. Cái thân này là thân rút đinh tán của Huka nhá. Đấy. Thân rút đinh tán của Huka sẽ có mức giá là 1.200.000 đồng. Và khi mà các bác chốt thân máy của Huka, thân máy rút đinh tán, các bác được tặng thêm này, một cái túi đựng máy này. Và trong này để em xem nó có đây, nó có thêm một cái đầu này cho các bác này. Đấy, thêm hai cái đầu này nhá. Đây. Thêm hai cái đầu này. Giá là 1.200.000 nhá các bác, 1.200.000. Đấy, các bác thêm hai cái đầu này. Là giá là 1.200.000 là một thân máy rút đinh tán của Huka sử dụng chân pin phổ thông. Đấy, giá là 1.200.000. Đó. Tiếp theo thì là ngày hôm nay bên em còn một ít kéo cắt cành, kéo bonsai ấy, em sẽ thanh lý cho các bác này. Đây là kéo hoa anh đào, giá sẽ là 200.000 trên một chiếc nhá. Miễn phí ship cho các bác nhà mình. Đấy, cái mẫu mã này thì nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết luôn. Đó, hoặc là các bác mà muốn sở hữu cái kéo này, các bác gọi cho em là kéo bonsai đỏ. Đấy, kéo bonsai đỏ là 120.000 mà bên em miễn phí ship. Đấy, hoặc là các bác lấy sang cái kéo này là kéo bonsai Nhật này. Kéo bonsai Nhật nó sẽ được tặng kèm theo một cái lò xo dự phòng như này. Đấy, riêng cái kéo bonsai Nhật này này, cái chốt của nó sẽ là chốt tự động nha. Các bác bóp mạnh như này là sẽ mở lưỡi kéo này. Cái lò xo rất là to và chắc khỏe. Lưỡi kéo sẽ là lưỡi thép chống rỉ nhá. Và rất chi là dày luôn. Giá của kéo bonsai Nhật sẽ là 150.000. Đấy, 150.000. Miễn phí ship cho các bác nhá. Hoặc là các bác có thể là gộp đơn thêm một hai cái kéo đa lăng như này. Em có kéo đa lăng cán thẳng đỏ đây. Cái này gọi là kéo đa lăng cán thẳng đỏ. Hoặc là bên này là kéo đa lăng cán cong trắng. Đồng giá nhau cho các bác là 80.000 trên một kéo, chưa có bao phí ship. Đấy, các bác mà có những cái đơn hàng mà được bao phí ship rồi thì các bác có thể bổ sung thêm một hai cái kéo này đi chung nhá. Đấy, cái lưỡi kéo của nó có cái độ chống trơn, chống trượt rất chi là ok luôn. Kéo này là kéo đa lăng. Các bác vừa có thể là cất cây cảnh này, cắt cây cảnh hoặc là cắt dây điện, cắt giấy cũng đều rất chi là ok, cắt vải cũng được. Đấy, kéo đa lăng cho em, giá chỉ có 80.000 thôi, cái giá của nó cực kỳ là rẻ, cực kỳ là hấp dẫn cho các bác rồi. Đấy, nếu bác làm mà không chốt thì cực kỳ là tiếc nhá. Hôm nay thì em cũng đã tư vấn và giới thiệu cho các bác nhà mình rất là nhiều các mẫu thân máy. Đấy, các bác mà đang cần quan tâm về cái mẫu nào thì các bác hãy cứ liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để đặt hàng nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn và đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.